Định tuyến là quá trình chọn lựa đường đi cho dữ liệu. Nó được thực hiện tại cả máy nguồn và router trên đường đi. Cả hai đều phải quyết định chuyển gói dữ liệu đi đâu. Để thực hiện điều này, chúng tra cứu bảng định tuyến. Bảng này chứa danh sách các giao diện của router được dùng để truyền thông với các mạng khác. Khi chọn được tuyến, các gói lần lượt được gửi tới router kế tiếp và cuối cùng được chuyển tới đích. Nếu không chọn được tuyến, router gửi thông báo cho trạm nguồn. Cách thức router xây dựng bảng định tuyến phụ thuộc vào nó đang sử dụng định tuyến tĩnh hay định tuyến động. Phiên bản 4 của giao thức IP hiện vẫn được sử dụng, không có nhiều thay đổi hoặc cập nhật kể từ khi nó được phát triển vào những năm 1970. Vào thời điểm đó, không ai có thể biết trước được sự phát triển của Internet và biết được khoảng địa chỉ của IP phiên bản 4 sẽ cạn kiệt. Do đó, cần có một phiên bản mới với cấu trúc gói hoàn toàn khác để đáp ứng yêu cầu mới. Phiên bản IP6 đã được phát triển để loại bỏ các vấn đề về đánh địa chỉ mạng của phiên bản 4 và để cung cấp đủ địa chỉ trong thời gian dài. Chúng ta hãy tìm hiểu về các đặc tính của IP phiên bản 6. Phiên bản IP6 dùng 128 bit để đánh địa chỉ IP, nghĩa là bằng 4 lần số bit của IP4. Điều này cho phép biểu diễn 3 x 10 mũ 38 địa chỉ, nghĩa là đủ để cấp 667 x 10 mũ 21 địa chỉ cho mỗi mét vuông trên trái đất. Địa chỉ IP6 được biểu diễn dưới dạng hexa dấu 2 chấm. 128 bit được chia thành 8 phần, mỗi phần 16 bit. Các phần này được phân tách bởi dấu 2 chấm. Ví dụ: 4A 3F 2 chấm, AE 67 2 chấm, F 240, vân vân. Các dịch vụ nhạy độ trễ như tiếng nói, video sẽ được gán một băng thông đảm bảo với một độ trễ cố định. Cuối cùng, IP6 có thể mở rộng dễ dàng bằng các tiêu đề mở rộng hỗ trợ nhiều chức năng khác nhau. Chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn về tiêu đề IP6. Các thông báo ICMP được truyền trong các gói IP. Như vậy, một thông báo ICMP gồm tiêu đề ICMP và dữ liệu ICMP được đóng gói với một tiêu đề IP. Sau đó, gói IP lại được đóng gói với tiêu đề và phần đuôi của tầng liên kết dữ liệu. Trường địa chỉ IP nguồn trong tiêu đề của thông báo ICMP được đặt là địa chỉ của router hoặc địa chỉ của trạm gửi thông báo ICMP. Trường địa chỉ đích được đặt là địa chỉ của trạm đã gửi gói. Giao thức quản lý nhóm liên mạng IGMP được dùng để thông báo cho router biết về các trạm trong các nhóm đa hướng. Thông tin này cũng được chuyển tới các router khác. Do vậy, mọi router đều biết nhóm nào nằm trên mạng nào. Các thông báo IGMP được truyền trong các gói dữ liệu IP và do đó nó không tin cậy. Cấu trúc gói IGMP giống với cấu trúc gói ICMP. Trường phiên bản dài 4 bit được đặt là 0001 để cho biết đang dùng phiên bản IGMP1. Trường loại dài 4 bit cho biết loại thông báo. Nếu trường này có giá trị 0001 thì đó là thông báo loại 1. Thông báo này được gọi là truy vấn trạm thành viên và được router sử dụng để tìm kiếm các thành viên của một nhóm đa hướng cụ thể trên mạng. Thông báo loại 2, 0010, được gọi là thông báo trạm thành viên và được các trạm sử dụng để khai báo chúng là thành viên của một nhóm cụ thể hoặc để trả lời cho một truy vấn trạm thành viên của router. Trường tiếp theo dài 1 byte, nó chưa được sử dụng và được thiết bị gửi đệm bằng các bit không. Thiết bị nhận sẽ bỏ qua trường này. Trường tổng kiểm tra dài 2 byte mang thông tin kiểm tra lỗi cho 8 byte phần tiêu đề IGMP. Cuối cùng, trường địa chỉ nhóm dài 4 byte được các trạm sử dụng trong thông báo trạm thành viên để lưu địa chỉ IP đa hướng. Trong truy vấn trạm thành viên, trường này được đặt là 0 và địa chỉ đa hướng phần cứng được sử dụng để nhận dạng các nhóm trạm.
các giao thức tầng giao vận có trách nhiệm thiết lập phiên truyền thông giữa các máy tính và quy định cách truyền dữ liệu. Hai giao thức tầng giao vận trong TCP/IP là giao thức điều khiển truyền dẫn TCP và giao thức gói người dùng UDP. UDP cung cấp các kênh truyền thông phi kết nối, do vậy nó không đảm bảo truyền dữ liệu một cách tin cậy. Các ứng dụng dùng UDP thường chỉ truyền các gói có kích thước nhỏ, độ tin cậy khi truyền dữ liệu phụ thuộc vào từng ứng dụng. Ngược lại, TCP cung cấp các kênh truyền thông hướng kết nối và đảm bảo truyền dữ liệu một cách tin cậy. TCP thường truyền các gói tin có kích thước lớn và yêu cầu phía nhận xác nhận về các gói tin đã nhận. Để hiểu rõ về các giao thức tầng giao vận, chúng ta cần biết thế nào là tổng, port, và thế nào là khe cắm, socket. Cổng là địa chỉ nội tại dùng để nhận dạng một ứng dụng cụ thể trên một máy tính. Cổng có thể là cổng TCP hay UDP, tùy thuộc vào nó được liên kết với giao thức TCP hay UDP tại tầng giao vận. Cổng là một con số nằm trong khoảng từ 0 đến 65.535. Các số cổng nhỏ hơn 1024 được gọi là cổng thông dụng vì nó được sử dụng cho các giao thức phổ biến trên Internet như HTTP, Telnet, FTP. Khe cắm là sự kết hợp của địa chỉ IP và cổng TCP hoặc UDP tương ứng. Một ứng dụng tạo ra một khe cắm bằng cách chỉ rõ địa chỉ IP của máy tính, kiểu truyền thông TCP hay UDP và cổng do ứng dụng điều khiển. Địa chỉ IP dùng để xác định máy tính đích và cổng để xác định giao thức nào sử dụng TCP hoặc UDP. Bản tin UDP được truyền trong các gói tin IP. Một bản tin UDU gồm phần tiêu đề và tải tin được đóng gói với một tiêu đề IP. Sau đó, gói IP này được gửi xuống tầng dưới và được thêm tiêu đề và phần đuôi ở tầng liên kết dữ liệu. Trong phần tiêu đề IP của một bản tin UDP, trường địa chỉ IP nguồn được đặt là địa chỉ của trạm gửi bản tin UDP. Trường địa chỉ đích được đặt là địa chỉ của một trạm nào đó hoặc địa chỉ quảng bá hay địa chỉ đa hướng. Chúng ta sẽ xem xét chi tiết hơn về cấu trúc phần tiêu đề của bản tin UDP. UDP là một giao thức không kết nối, nghĩa là nó không cần thiết lập phiên làm việc khi truyền dữ liệu. UDP là một giao thức truyền dữ liệu không tin cậy. Các bản tin UDP được truyền đi mà không được đánh số và không có xác nhận. Do vậy, việc khôi phục các gói dữ liệu bị mất phải được thực hiện bởi các giao thức tầng ứng dụng tương ứng. Như một nguyên tắc, các bản tin UDP được truyền tại các khoảng thời gian đều đặn hoặc sau khi vượt một ngưỡng thời gian quy định. Tuy nhiên, UDP cho phép nhận dạng giao thức tầng ứng dụng sẽ nhận dữ liệu. Do UDP là một giao thức không phức tạp nên nó chiếm ít bộ nhớ và tài nguyên bộ xử lý. Các giao thức tầng ứng dụng sử dụng UDP chỉ yêu cầu truyền dữ liệu không xác nhận. Chẳng hạn hệ thống tên miền DNS và giao thức cấu hình chạm động DHCP. Những giao thức này sẽ được trình bày chi tiết ở chương 6. Hơn nữa, UDP còn được sử dụng cho truyền dẫn đa hướng như chúng ta đã đề cập.